Liên quan đến hạ tầng giao thông, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo vừa ký ban hành văn bản số 841 kết luận phiên giải trình về dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Theo đó, dự án tái định cư được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Công ty Kinh doanh Nhà Đồng Nai đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng thực tế thì vẫn chưa thi công hạng mục điện, thoát nước và các thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định. Hiện dự án còn những vướng mắc phát sinh như chậm cho chủ trương tách dự án khu tái định cư từ dự án khu thương mại dịch vụ của Công ty Kinh doanh Nhà Đồng Nai, chưa thống nhất phương án bồi thường diện tích đất thuộc Trung đoàn 935 quản lý sử dụng, thời gian hoàn thành dự án tái định cư, giao đất tái định cư cho các hộ dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương chậm báo cáo bổ sung theo yêu cầu và chưa xác định cụ thể thời gian hoàn thành xử lý các vướng mắc, nhất là thời gian giao đất bố trí tái định cư.